kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Kết đoàn chuyên đề nông dân Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, với bản chất cần cù, năng động, thời gian qua nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực khai thác các tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Những tập thể cá nhân điển hình như thế trên địa bàn thị xã Sapa và huyện Bát Sát sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm đón xem. Hội Nông dân tỉnh và Viettel tỉnh Lào Cai tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024-2027. Tại chương trình, Hội Nông dân tỉnh và Viettel tỉnh Lào Cai đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với nhiều nội dung quan trọng như rà soát hạ tầng viễn thông, tham vấn mô hình chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Nông dân các cấp, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, Internet để thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác hội và phong trào nông dân, phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản nông nghiệp, sản phẩm OCOP cho hội viên, nông dân, hợp tác ứng dụng công nghệ phát triển chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp triển khai chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên triển khai chương trình viễn thông công ích đối với hội viên nông dân. Đồng hành cùng nông dân cả nước trong thực hiện chuyển đổi số, Tập đoàn Viettel cũng đã tiên phong trong xây dựng các giải pháp trong lĩnh vực nông nghiệp như hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, quan trắc mực nước hồ đập, bộ giải pháp cho nông thôn mới, mang lại nhiều lợi ích cho hội viên nông dân các tỉnh thành trong cả nước. Chuẩn bị cho hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và giúp nhau giảm nghèo bền vững, dự kiến tổ chức vào quý 3 năm nay. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội vận động hội viên nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với tăng cường hỗ trợ hội viên đẩy mạnh sản xuất. Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, thị xã và thành phố vận động hội viên nông dân tham gia mạnh mẽ vào chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa theo tinh thần nghị quyết 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương để tổ chức các hoạt động hỗ trợ phù hợp như tập huấn, bồi dưỡng kiến thức sản xuất kinh doanh, kinh tế liên kết cho nông dân, hỗ trợ kinh phí giúp mỗi xã phường, thị trấn xây dựng từ 1 đến 2 chi tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hội Nông dân tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 nâng số lượng hộ nông dân đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp lên hơn 15% tổng số hộ nông nghiệp, tăng 2,2% so với năm 2023. Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp giúp nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, quảng bá và tiêu thụ nông sản hiệu quả. Tại các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Hội Nông dân các cấp đã hỗ trợ các hội viên thành lập các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với sản phẩm yến xào của Khánh Hòa. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ giữa và cuối năm ngoái đến nay, nhưng các cửa hàng này đã thu hút được một lượng khách hàng nhất định. Bình quân mỗi cửa hàng đón khoảng 20 đến 30 lượt khách ghé tham quan mua hàng mỗi ngày. Đến nay toàn tỉnh đã có 8 trung tâm điểm giới thiệu và bày bán sản phẩm OCOP, qua đó giúp bà con quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc hữu thuận lợi hơn. Thời điểm này, nông dân huyện Mường Khương đang tập trung thu hái lúa chè xuân. Năm nay do thời tiết ấm hơn so với cùng kỳ năm trước nên việc thu hái sớm hơn gần 1 tháng. Đến nay, nông dân Mường Khương đã thu hoạch được 70% sản lượng chè xuân, tương đương khoảng 1.400 tấn chè búp tươi. Toàn bộ lượng chè búp đều được các cơ sở chế biến nhà máy trên địa bàn thu mua. Những năm qua, huyện Mường Khương đã quan tâm mở rộng diện tích chè, giúp nông dân nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Năm trước, sản lượng chè toàn huyện đạt hơn 30.000 tấn, giá trị sản xuất đạt hơn 200 tỷ đồng. Với hiệu quả kinh tế mang lại, năm nay địa phương phấn đấu trồng mới 300 ha, nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 5.715 ha. Dự ước sản lượng chè búp đạt hơn 35.000 tấn. Với hơn 100.000 ha đất sản xuất, trung bình mỗi năm, nông dân toàn tỉnh sử dụng đến 158 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Việc quản lý chặt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp cũng như hướng tới sử dụng dòng thuốc bảo vệ thực vật sinh học là cần thiết, vừa đảm bảo sức khỏe người sản xuất, vừa tạo nguồn nông sản an toàn. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản giao các sở ban ngành tỉnh, các địa phương tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Theo đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thông qua việc quản lý chặt chẽ hoạt động của các chợ, tổ
tổ chức các đoàn kiểm tra việc buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp là hướng đi phù hợp với xu thế của thời đại, đáp ứng nhu cầu khám phá của đông đảo du khách muốn tìm hiểu về văn hóa đặc sắc của vùng miền. Nắm bắt xu hướng này, những năm gần đây tại thị xã Sapa ngày càng có thêm nhiều hội viên nông dân tham gia vào các hoạt động du lịch này. Làm giàu cho bản thân, họ cũng chính là những hạt nhân tiêu biểu dẫn dắt cộng đồng, tạo ra sức hấp dẫn với khách tham quan. Mới có mặt tại thung lũng Mường Hoa, vùng đất được mệnh danh thiên đường hạ giới của Sapa được 2 ngày. Nhưng anh Lukas Chiokoski, du khách đến từ đất nước Ba Lan cảm thấy rất hài lòng. Với anh trong suốt tour du lịch dạo Việt Nam thì vùng đất này để lại những cảm nhận dễ chịu nhất. Ngày hôm qua tôi đã có một hành trình tuyệt vời. Đây là nơi hoàn hảo để nghỉ dưỡng. Bởi vì tôi đến từ thủ đô Ba Lan nên việc rời xa thành thị đến đây nghỉ ngơi thật hoàn hảo. Người dân ở đây dễ chịu và phong cảnh thì rất đẹp. Gigi Homestay và Hermon Sister House là nơi mà Lucas chọn để nghỉ dưỡng. Đây là quần thể nhà nghỉ đón khách của một đại gia đình gồm ba anh em người Mông, họ Giàng ở xã Mường Hoa. Bắt tay vào làm du lịch ngay từ đầu hướng tới đối tượng khách là người nước ngoài, cả ba anh em đã tính toán xây dựng homestay sao cho tiện nghi nhưng vẫn giữ hồn cốt căn nhà xưa của cha ông trên núi. Mấy cái homestay nhà em thì sẽ làm bằng gỗ và làm bằng cái nhà truyền thống của người Hơ Mông. Nhà cũ thì nó nhỏ không làm được homestay nên là em sửa lại. Em sửa năm 2015 thì hay năm 2018 thì em mới bắt đầu đón khách. Cái homestay thì là cái nhà ở cùng ấy. Nên là mỗi khi bữa tối thì family dinner thì em sẽ ra đấy, em sẽ giới thiệu với khách về cái phong tục của người Mông, rồi là người Mông họ sống ở đây, họ chỉ có làm ruộng làm nương. Cái đấy và em giới thiệu cho khách. Những cái người họ ở đây thì họ vẫn biết nói tiếng Anh nên là em sẽ gọi họ guide ở dẫn khách đi chơi, đi trekking. Còn ở thôn Hòa Sử Bán 1, Sapa Farmstay của vợ chồng chị Giàng Thị Lang cũng là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Có kinh nghiệm là hướng dẫn viên du lịch nhiều năm và nắm bắt khá rõ tâm lý của người nước ngoài, nên khi đầu tư xây dựng homestay, từ bức tường đến gối, chăn, mỗi chi tiết liên quan đến bản sắc dân tộc Mông đều được gia đình chị khai thác triệt để. Các khu nhà nghỉ được xây dựng gắn liền với thiên nhiên. Trên mảnh nương này, hoạt động gắn kết sản xuất nông nghiệp với du lịch cũng được dành để du khách trải nghiệm. Mình cũng muốn là giới thiệu cho tất cả mọi người đến đây xem là người dân người ta làm lúa như thế nào, trồng ngô như thế nào, nuôi chăn gà, chăn lợn như thế nào. Rồi là khách đến đây thì thường thường là bọn em có cả những cái vườn rau ở đằng sau này này, bọn em trồng hết, xong rồi cũng có những cái là khách họ đến họ tự trồng. Ví dụ khách này đến đây họ trồng bí, đợt trước thì là người ta thu rồi. Xong đợt này họ đến họ trồng và những đoàn sau là họ đến họ lại được thu, xong họ vẫn lại phải trồng cho đoàn sau. Bọn em cứ làm như vậy, xong rồi đấy, bọn em làm du lịch lồng ghép với lại nông nghiệp luôn. Tại thôn Bản Phò, ở Châu Garden Zoo của gia đình chị Nguyễn Thị Lam lại là địa điểm được nhiều du khách nội địa tìm đến. Để tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ du khách, 4 hectare đất được gia đình quy hoạch bài bản, gồm 2 nhà nghỉ tập thể và 4 căn building nhỏ tiện nghi riêng biệt. Cạnh đó là phân khu nuôi nhốt các loài thú với hệ thống cây xanh đã và đang được hoàn thiện nhằm tạo ra sự thoải mái, cuốn hút nhất cho du khách, nhất là các cặp vợ chồng có con nhỏ. Cái việc đầu tiên là hai vợ chồng nhà cháu nghĩ đến là làm sao mà để cho khách du lịch đến đây họ trải nghiệm được cái mà họ nhận thức, cảm nhận được là khi mình đến đây mình sống với thực chất bà con thôn bản. Nên là hai vợ chồng cũng đặt ô châu tiếng người Mông là cảm ơn, nên là hy vọng là khách du lịch đến sẽ đều nhận được sự hài lòng và cảm ơn của thôn ta ạ. Hết năm 2023, toàn thị xã Sapa có gần 400 cơ sở kinh doanh homestay, phần đa trong đó là của hội viên nông dân. Với thu nhập bình quân mỗi tháng từ 45 đến 50 triệu đồng, những chủ homestay, nông dân kinh doanh giỏi này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn là những hạt nhân tiêu biểu, dẫn dắt và thúc đẩy du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp của địa phương phát triển, qua đó tạo việc làm và thu nhập cho hàng trăm lao động ở các thôn bản. Dẫn khách đi tour và đi tham quan ở dưới bạn này,
và cho khách từng hiểu ra rằng người Hơ Mông ở đây làm gì. Bình thường là mình dẫn khách đi thì mình chỉ cho khách vào nhà của người dân tộc Mông đi tham quan, sang hỏi may quần áo hay như thế nào, đi sang hai người dân tộc Mông họ nhuộm vải hay là họ trồng lúa và trồng ngô như thế nào thưa chị. Bây giờ đi hết thì cũng một tháng là cũng đi được 13-14 ngày đấy. Nói chung là mùa này là đông hơn. Khách đông thì một tháng cũng được tầm 7-8 triệu một tháng. Động viên bà con về cái việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để gắn với phát triển du lịch. Các cái sản phẩm nông nghiệp thì cũng định hướng, luôn luôn vận động bà con nông dân là hướng mạnh vào các cái sản phẩm đặc hữu của địa phương để vừa phục vụ cho du khách và vừa phục vụ cho các nhu cầu thị trường, ví dụ như rau trái vụ, hình thành các cái tổ hội nghề nghiệp về kinh doanh dịch vụ du lịch trên các địa bàn các xã, những cái nơi mà có điều kiện theo quy hoạch phát triển du lịch. Du lịch nông nghiệp ấy, thì vừa là để động viên bà con nhân dân bảo tồn, phát huy bản sắc, bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của họ, rồi là bảo vệ môi trường và cùng hợp tác với nhau để kinh doanh bền vững. Cùng với chính quyền địa phương, Hội Nông dân thị xã cũng xác định sẽ lấy những chủ hộ homestay là hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm những hạt nhân nòng cốt trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, phát triển các sản phẩm du lịch có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh cao. Trong đó ưu tiên xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa của khu du lịch quốc gia Sapa để thu hút du khách trở lại nhiều lần, đem lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở địa phương. Không chỉ ở Sapa, phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế còn lan tỏa mạnh mẽ ở các địa phương. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, trở thành những nông dân giỏi để bà con học tập và làm theo. Anh Hoàng Văn Luân ở thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Sát chúng tôi giới thiệu trong phóng sự sau đây là một trong những điển hình như thế. Bằng nguồn vốn tích góp, chủ động học hỏi, năm 2020, anh Luân quyết định đầu tư làm chuồng trại để nuôi ngựa. Ban đầu chỉ nuôi 3 con, quy mô khá khiêm tốn nhưng vẫn gặp khó khăn, nhất là về con giống. Tuy nhiên, bằng quyết tâm và kinh nghiệm tích lũy được, việc nuôi ngựa của gia đình anh Luân dần thuận lợi hơn. Hiệu quả kinh tế thì nó sẽ hơn những như kiểu nuôi lợn, nuôi gà thì nó đầu tư về cám bã nhiều hơn. Nhưng đây là mình chỉ bỏ không ra, mình cho ăn cỏ với mình đi cắt cỏ thêm thôi, không mất về chi phí nhiều như lợn gà. Cùng thời điểm anh Luân nuôi ngựa, xã Mường Vi triển khai nguồn vốn hỗ trợ chăn nuôi theo đề án 01 của huyện ủy về phát triển trồng trọt chăn nuôi, ứng dụng một phần công nghệ cao huyện Bát Sát giai đoạn 2020-2025. Cùng với nguồn vốn vay hỗ trợ lên đến 170 triệu đồng, kết hợp với tích góp của gia đình, anh Luân đầu tư chuồng trại nuôi ngựa sinh sản để tự chủ con giống, đồng thời nuôi thêm ngựa bạch, giống ngựa có giá trị kinh tế cao trên thị trường. Để chủ động nguồn thức ăn, gia đình đầu tư trồng hơn 1 hectare cỏ voi. Vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, tổng đàn lên đến 16 con. Từ bán ngựa, mỗi năm thu về khoảng 200 triệu đồng. Mô hình chăn nuôi ngựa của anh Luân thì tôi thấy thì cũng rất hiệu quả. Bởi vì anh Luân là cái gia đình mà cả hai vợ chồng rất chịu khó. Từ mấy năm trước, hộ gia đình làm ăn chịu khó lắm. Chăn nuôi gà, vịt, lợn, dê. Khi mà tham gia đề án 01 thì sau khi mà được hỗ trợ một phần thì gia đình đã mạnh dạn nâng tổng đàn ngựa của mình lên. Đến hiện tại bây giờ là gia đình đã nâng lên tổng đàn của mình là lên 16 con ngựa. Và tiếp theo là đối với gia đình là đang có hướng là chuyển đổi sang một nửa số lượng là sang ngựa bạch để tăng thêm cái thu nhập cho gia đình. Mô hình chăn nuôi ngựa của gia đình anh Hoàng Văn Luân cũng được nhiều hộ dân địa phương áp dụng thành công. Đến nay, toàn xã Mường Vi đã có 24 hộ tham gia đề án 01 của huyện ủy Bát Sát, được hỗ trợ vốn để phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tổng đàn ngựa của địa phương luôn duy trì trên 400 con, tạo thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Tới đây, thời gian dành cho chương trình Kết đoàn chuyên đề nông dân của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.